não động, thăng cấp vô địch, quyền mưu, báo thù, kịch bản lưu, giang thích an, một gã nô lệ dị tộc trở thành tể phụ dốc lòng cố sự. Thiên phú dị bẩm mà ngoại ý muốn cùng thần tử đạt thành hiệp nghị thức tỉnh siêu cường dị năng, từ nay về sau hai linh hồn thường dùng linh thức đánh nhau, thẳng đến khi hắn tu luyện thành chung cực xích viêm. Sơ cấp, thần tử mỗi ngày mắng hắn toái suy, giang thích an giận giữ bình định giặc trong giặc ngoại của di tộc được tộc trưởng tặng chí bảo lại thu hoạch được một mỹ nữ người hầu trung cấp thần tử xâm chiếm thân thể của hắn cả ngày lưu luyến bụi hoa giao bằng gọi hữu tiêu giao khoái hoạt giang thích an thì chuyên tâm tu luyện lúc công thành huynh đệ ngũ hồ tứ hải đều vì hắn mà đến thu mẹ đại báo bạch diễm vừa xuất hiện phong vân khuấy động giang thích an đứng vào hàng ngũ dị năng giả cao dai cho rằng có thể an ổn sống qua ngày rồi lại ngoài ý muốn bị cuốn vào trong cạm bẫy phong vân của hạ quốc quyền mưu không làm được dị năng đến đánh vỡ Giang Thích An ở Hạ Quốc làm loạn một hồi lại còn bị phong làm tể phụ, lúc đó nhìn không nổi những hào môn quý nữ của nàng nhau nhau đến chúc mừng, câu dẫn vô hạn. Quý nữ, Giang tể phụ, thiên tài địa bảo, Linh đang dịu dược bổn phụ cái gì cần có đều có, ngài có thể để ý không? Ngoại tộc tiểu thư, Giang Thích An, cửu châu 18 địa tộc toàn bộ thuộc về ngươi, ngươi có muốn hay không? Giang Thích An vung tay lên, ai cũng đừng nghĩ mua chuột ta, trừ phi cho ta cái đế vị. Lúc này bổn quốc tôn quý nhất công chúa bức lui hạ quốc hoàng đế trở thành đời thứ nhất nữ đế, đăng cơ cùng ngày lập tức hạ chiếu, bổn hoàng nguyện thoái vị cho phò mã của ta. Tể phụ, nhờ nước chi phú, ngài có hài lòng không? Giang thích an trong mắt đều muốn rớt xuống, các ngươi đây đều là muốn làm. Chương 1 Dị năng thức tỉnh Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 2 nhìn lén đại tiểu thư tắm rửa. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 3 Quyết đấu Tử Long Bay VSC huyển ảnh bộ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 4 Dị năng Yêu pháp Bạch Diễm Minh Trần Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5 Cứu người trúng độc Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 6 Khẳng định Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Viêm linh đàm phán lên bàn Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 8 Tác lãng trở về Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 9 Người chết trì Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10 Thần tử gia thân Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét.